Chào tất cả các cháu, rất vui được gặp lại các cháu trên kênh An Nhàn miền Tây của bố. Hôm nay bố cũng kể cho các cháu nghe một câu chuyện, cũng là một câu chuyện ma, nhan đề là đi bắt ếch gặp quỷ nữ. Câu chuyện này trước đây hồi nhỏ bố cũng nghe ông bà kể, và hôm nay nhớ và kể lại cho các cháu nghe. Thì có một thanh niên nọ tên là Vàng. Vàng có thể nói là có cuộc sống rất bất hạnh, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Đến năm Vàng được 5 tuổi thì cha đã chết trong một cơn bệnh. Mẹ Vàng phải đi làm thuê làm mướn vất vả để nuôi Vàng. Nhưng mà cái bất hạnh cho Vàng hơn nữa là khi Vàng được 13 tuổi thì mẹ lại chết trong một cơn bệnh nặng. Từ đó Vàng phải sống trong cảnh mồ côi cút, tự thoát, tự lo, tự lọc, không còn ai nuôi dưỡng nữa. Mặc dù sát nhà của Vàng cách chừng 20 thước có nhà của bác hai của Vàng, ông này tên là Hai Lý. Mặc dù bác hai của Vàng có gần đó, nhưng mà nhà bác hai của Vàng rất nghèo khó, con đông nên không giúp đỡ gì được Vàng. Thỉnh thoảng ông cũng qua thăm hỏi về sức khỏe, rồi đôi khi cũng có giúp đỡ lúc mà Vàng bệnh hoạn thì cũng có giúp đỡ chén thuốc, chén cháo, rồi qua cơn bệnh hoạn mạnh ai nấy sống. Khi cha mẹ Vàng chết lúc Vàng 13 tuổi còn quá nhỏ thì không thể đi làm thuê làm mướn được. Ngày ngày Vàng phải đi bắt ốc hay rau, rồi bắt chuột, bắt ếch để kiếm sống. Rồi thời gian qua mau, lúc đó Vàng đã được 18 tuổi. Thì cái nghề của Vàng hay săn bắt hàng ngày đó là cắm câu, bắt chuột, bắt ếch. Mà nếu nói về bắt ếch thì bắt ếch và bắt chuột thứ trúng nhất cuộc đó là vào cái mùa mưa đầu mùa. Những cơn mưa đầu mùa bắt chuột, bắt ếch trước chút là bởi vì theo mà những cái nhà đi chơi săn bắt chuột, bắt ếch nói cho mình biết là con chuột nó ở trong hang, nếu mà mưa xuống thì nó bị ngập hang, nó sẽ trồi lên và nó kiếm những cái gò nó gom lại thì mình đến đó bắt rất dễ, thay vì hàng ngày mình phải dẫn chó đi đào hang thì rất khó tìm nó. Rồi có ếch thì cũng thế, vào mùa nắng thì nó chung vào hang, nó trốn ở trong hang, đến khi mưa xuống ngập mười hang thì nó cũng lại trườn lên. Và có cái đặc điểm biệt là khi nó trườn lên khỏi miệng hang thì nó lại phát ra những tiếng kêu, nó kêu rất lớn và coi như là nó mời gọi những cái người bạn của nó đến hội họp tại một điểm nào đó để rồi nó bắt cặp. Người ta gọi là ếch hội hay là ếch bắt cặp. Thì lúc đó rất dễ bắt, ếch rất nhiều, chỉ gom trong một phạm vi nhỏ thôi mà nó gom lại đó rất nhiều, thành ra bắt ếch có thể là rất nhiều. Cho nên người ta nói bắt ếch trúng là vào những cơn mưa đầu mùa, như thế là như thế. Thì vào cái một buổi chiều hôm nọ cũng là cơn mưa đầu mùa, mây đen bắt đầu kéo đến, sấm chớp nổi lên ì đùng, biết rằng đây báo hiệu một cơn mưa rất lớn. Tiếp theo đó là một cơn mưa như thác đổ, và cơn mưa đó kéo dài suốt cho đến chạng vạng. Thì Vàng bước ra ngoài hè nhìn ra đồng thì bốn bên là coi như một biển nước trắng xóa. Tiếp theo kèm theo đó là những tiếng ếch cóc nhái khiêu ra ngoài đồng hết. Vàng rất mừng và nói đêm nay là cái đêm mình bắt ếch là phải trúng bánh. Rồi sau đó Vàng mới vào sửa soạn cái đèn soi để đi soi ếch. Cái đèn soi lúc đó là cái đèn khí đá chứ không phải được như đèn bình bây giờ. Thì Vàng mang theo hai cái rọng, một cái rọng gọi là bắt chuột, một cái rọng để đựng ếch, bởi vì biết đêm nay là thế nào cũng phải trúng bánh bị cơn mưa đầu mùa mà. Thì khi đi ngang nhà của bác hai của Vàng, ông Hai Lý mà hỏi Vàng, sao con đi bắt ếch mà con đi sớm như vậy, làm sao bắt được, làm sao bắt được nó? Thì Vàng mới nói là con đi sớm để con bắt chuột, rồi khuya con mới bắt ếch. Sở dĩ có câu trả lời như thế là bởi vì theo tâm lý của con ếch, từ trong hang nó ra khỏi miệng hang của nó thì nó phát ra những tiếng kêu rất lớn, những tiếng kêu như mời gọi những bạn đồng bạn của nó để đến hội họp một địa điểm nào đó.
và khi nó hội hợp lại một điểm nào đó thì chuyện đó nó còn không còn kêu nữa, không còn kêu tiếng kêu quệt 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 lớn nữa, mà lại cái tiếng kêu nhỏ cập 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 cập, lại lúc đó là cái lúc là nó đã hội hợp và nó đang bắt cặp, tức dễ bắt. Còn nếu đầu hôm mình ra nghe tiếng kêu quệt quệt rất lớn đó thì kêu tùm lum hết, nhưng mà nếu mình tìm đến thì con ếch lúc đó nó rất nhát và không thể bắt được nó, nó trốn rất rất nhát và không bắt được nó. Cho nên người ta bắt ếch là người ta tìm đến những cái lúc nào mà nó bắt cặp thì dễ bắt hơn. Rồi dàn ra ngoài đồng thì những đèn soi tiếp tục đó đây cũng như dàn đi sơ chuột, thì cái cánh đồng đó là cánh đồng mà dàn đã từng sống nhỏ tới lớn, cho nên những gò nóng, những bờ đìa, những cái gò chỗ nào dàn cũng biết hết, và dàn tìm đến những cái gò đó. Thực tế thì chuột chạy rất nhiều trên gò, chuột nước ngập hang, chuột lên nó chạy thì kiếm những gò nở, nó ngồi đầy hết. Dàn chụp bắt, bắt cho đến khoảng cỡ 10-11 giờ thì lúc đó coi như đã đầy rộng, cái rộng của dàn rất lớn, rất bắt rất nhiều chuột. Thì lúc đó dàn lại nghe cái tiếng ếch không còn kêu lớn nữa, mà bắt đầu nó kêu cập 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 cập, nó kêu cái tiếng nhỏ lại. Thì dàn biết rằng lúc này là ếch nó đang mê mồi, nó đã bắt đầu gom bầy, nó bắt cặp rồi. Thì dàn mới bắt đầu đem cái rộng chuột giấu ở một gò đất nào đó để tìm đến để bắt ếch. Thì thực tế ếch rất nhiều, đến một cái diện tích đất chừng khoảng 5 công thôi, cái tiếng kêu cập 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 lên dài rền vang xung quanh vàng. Giờ vàng lúc đó không biết bắt con nào bây giờ, chỉ tìm những con rọi đèn coi cái con nào bự nhất mới bắt, và tìm những cái cặp nào lớn nhất mới bắt. Chụp một cái là hai con chứ không phải là chụp một con. Vì lúc nó bắt cặp nó rất mê mồi, hai con nó nằm chồng ôm nhau thì mình chụp một cái là hai con. Thì dạng như thế bắt một hồi cũng đã gần đầy rộng. Để lúc đó trời cũng đã quá nửa đêm thì dạng bắt đầu định là quay trở về. Nhưng bất ngờ lúc đó có một con ếch rất lớn, một con ếch mà từ trước tới giờ dạng chưa bao giờ gặp, nó đang nhảy xông trước mặt của dạng. Thì lúc đó dạng cố tình rước theo bắt con ếch này, bởi vì con ếch này là con ếch trong đời của dạng bắt ếch hơn 10 năm trời, chưa bao giờ gặp con ếch như thế này, bự như thế này. Cố tình bắt cho được để gì khoe với súng gì à? Cho biết. Và dạng chụp bên này thì nó nhảy bên kia, chụp bên kia thì nó nhảy bên đó, và nó nhảy xông trước mặt dạng. Nhưng dạng cố tình đuổi rượt bắt cố tình cho được, nhưng mà nó cứ nhảy mãi, dạng chạy theo mãi, và cho đến một cái gò đất nọ. Cái gò đất đó là cái gò đất mà dàn cũng thường hay đến đó, là bởi vì trên cái gò đất đó có một cây gáo rất lớn, cây gáo có thể là to khoảng 2 người ôm. Dàn cũng thường hay đến đây để ngồi nghỉ mát, nghỉ trưa. Và ở dưới cái bờ nước có một cái hang rất lớn, cái hang có thể nói là đừng có thể nói mà rừng thọc tay, mà mình thọc cả cái đầu gối vô nó cũng vẫn được, cái hang lớn như thế đó. Thì con ếch bắt đầu chung vào cái hang đó. Thì lúc đó dạng mới cười nói, mày tưởng giờ gì mày chạy, mày chung cho hang này, mày dám chạy khỏi tao không? Rồi dạng mới thọc tay vô bắt. Thì cuối cùng dạng giằng co một hồi, nắm kéo ra được một con ếch. Một con ếch có thể nói là rất lớn, có thể một con ếch khoảng 3 kg, có thể bằng một đứa con nít mới sanh. Và con ếch đó có cặp mắt nó đỏ lòm, nhìn thẳng vào mặt dạng, rồi nó le cái lưỡi dài liếm vào cái mặt dạng, liếm bên này một cái, liếm một kia một cái. Thì lúc đó dạng mới giật mình, biết rằng đây không phải là con ếch bình thường mà là con ếch ma. Cho nên dạng giúp nó bỏ đi, giúp một cái thằng mạnh cho nó thật xa, nhưng mà tướng nó rớt xuống nước, ai nào ngờ giúp nó ra xa thì nó biến thành một cái bóng trắng và nó bay lên trên đầu giáo. Nó hiện hình đó là một cô gái, cất lên một tiếng cười khanh khách 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 khách, rồi phát ra tiếng nói là: anh muốn bắt em lắm hả, anh muốn bắt em lắm phải không, nè em nè, anh bắt đi. Nhưng mà dàng lúc đó là bởi vì từ nhỏ tới lớn sống trong cánh đồng hoang vắng, đi bắt ếch bắt nhái cầm câu, cho nên cái việc ma cỏ đối với dàng đó là cái chuyện bình thường, không có làm sợ cho dàng được. Cho nên dàng chỉ nói câu: thôi tôi đã biết tôi nhầm rồi, bởi vì tôi cũng kiếm sống mà thôi,
thôi tôi không động phạm tới mấy cô, mấy cô cũng đừng động phạm tới tôi, thôi 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 để cho tôi về. Gì nói tới đó Giàng bắt đầu quải cái đồng ếch đi về, đi lại được cái đồng chuột để quải thêm cái đồng chuột đi về. Và đi về bình thường thì Giàng biết rằng từ cái khoảng cách đó đi về nhà thì mất cũng không quá một tiếng đồng hồ, bởi vì Giàng cũng sợ rằng ếch cũng nhiều mà chuột cũng nhiều, cần phải về sớm để rồi đi cân cho bạn hàng, chứ không thể lại bán lẻ được, cân cho bạn hàng. Mà nếu trễ thì bạn hàng đi rồi cân cho ai, nếu rộng lại thì đến chết bị chết. Cho nên Giàng cố tình đi về, nhưng mà đi mãi rồi tới cuối cùng cái đèn nó hết khí đá, nó tắt đi rồi. Giàng mới quanh quẩn lại thì trước mặt Giàng đó là cái cây gáo. Giàng phải đi mất bước bao lâu thời gian mà về không đến nhà, mà bây giờ cũng trở lại cây gáo mà hồi nãy Giàng đang gặp cái con quỷ nữ đang nhát Giàng đó. Rồi Giàng mới tức tối, ủa tại sao đêm nay kỳ vậy, hay là mình bị ma nó che đường mình rồi, nó dẫn đường mình rồi. Rồi Giàng mới bắt đầu tiếp tục đi nữa. Giàng đi như thế rồi cũng cuối cùng cũng trở lại cây gáo. Và trên cây gáo đó lại phát ra cái tiếng cười khanh khách, là nói rằng anh muốn bắt em lắm hả, em đồng ý theo anh đi về nhà nè, nhưng anh phải nói cái câu là anh đồng ý cho em vào nhà của anh. Anh nói được câu đó, anh phải nói câu đó thì anh mới về được, chứ nếu anh không có nói câu đồng ý cho em về nhà anh thì anh không bao giờ về được, anh ở đây tới sáng đó, em che đường hoài không cho anh về đó. Thì Giàng lúc đó coi như là bí lối rồi, không biết làm sao. Cái đèn thì khí đá thì nó đã hết khí đá rồi, nó tắt rồi, mà sáng cũng đã gần sáng rồi, nếu về trễ thì làm sao bán ở đây. Rồi cuối cùng Giàng cũng nói câu là thôi tôi cứ đồng ý cho cô theo tôi về nhà tôi đó, và cho cô ở nhà tôi đó. Thì lúc đó Giàng đi về, vợ ấy quải một quải ếch và chuột đi về. Thì Giàng đang đi về đi thì nghe sau lưng của mình có tiếng cười khúc khích. Giàng ngó ngoái lại, đó là một cô gái có thể nói là rất đẹp, mặc dầu trời trong đêm nhưng mà Giàng tưởng tượng đó là cô gái rất đẹp. Nhưng mà cái đi cô ta thì cô ta đi, Giàng đi nhanh thì cô ta đi nhanh, Giàng đi chậm thì cô ta đi chậm. Mà cái đi của cô ta là cô ta đi lướt ở trên ngọn cỏ, coi như là cô ta không có đụng đất, cô ta đi trên ngọn cỏ. Cái người của ta nó nhẹ nhẹ như là cái bóng bóng, chân cô ta chỉ chạm nhẹ trên đồi cỏ là cô ta đi được. Nhưng mà Giàng cũng vì nóng bắn ếch bắn chuột cho nên không để ý được việc đó, vì cố tình về tới nhà quẹt cái hồ quẹt lên để đốt cái đèn dầu. Thì Giàng thấy cô đó đứng sau lưng thì đó bị làm một cô gái đẹp thật. Nhưng mà Giàng cũng không để ý nữa, bởi vì cố tình lúc đó trời cũng đã khoảng 5 giờ sáng rồi, tôi không biết đến cái điểm thu mua ếch chuột đây có còn người ta mua nó không, để rồi thì phải đến ngày mai chuột nó chết rồi sao. Thì Giàng cũng không đi, thì mới nói với cô ta là thôi tôi đã đến nhà tôi rồi, cô đi đâu cô đi đi, chứ cô có ở đây làm gì nữa, tôi phải đi bán chuột bán ếch nữa. Thì cô gái đó cười và nói là thì anh đi. Thì Giàng quay chuột và ếch đi bán, chứ ngay là để tới chỗ thu gom người ta còn để người ta chưa đi, thì Giàng bán được tiền của nó rất nhiều. Rồi Giàng mới quay về tới nhà, lúc đó là trời đã sáng. Giàng mới nấu cơm ăn, mới vô lấy cái nồi đổ gạo nấu cơm, thì nghe bên tai của Giàng có tiếng là anh nấu cơm nhiều cho em ăn với, em cũng đang đói bụng đây. Giàng ngó quanh quẩn thì không thấy ai hết, nhưng tại sao có phát ra tiếng nói đó. Và nói cho bụng, à hay là cái con quỷ nữ này nó cũng còn đang quanh quẩn trong nhà mình đây, thôi kệ nó ở đó đỡ mình chứ gì mà sợ, kệ nó. Rồi Giàng cũng nghe lời thêm một nắm gạo vào nồi cơm và tiếp tục nấu. Khi dọn ra ăn thì Giàng cũng ngồi ăn tự nhiên. Giàng nghe bên tai của mình có tiếng nói là sao anh không mời em ăn với, anh không mời thì em không dám ăn đâu. Thì Giàng lúc đó nhớ chợt lại, thôi mình cũng
đã vui vẻ với cô ta, đã cô ta đã về đây rồi, thôi mình cũng mời lấy cô ta một một tiếng đi. Thì cô ta nói về ăn cơm nè. Thì cô ta mới nói là sao em tên tên Lựu, anh phải nói cái câu Lựu ơi về ăn cơm, thì nói mà như thế em mới dám ăn. Và sau đó dàn cô bắt buộc phải nói tiếng câu đó, và sau đó dàn cơm. Rồi chiều hôm đó không có mưa, vì bữa đó trúng mánh, và chiều hôm đó không mưa, cho nên dàn đêm đó nghỉ không đi bắt ếch, bắt nhái, bắt chuột nữa. Và chẳng dàn đến, dàn đốt cái đèn dầu lên, vô mùng văng cái mùng sẵn, rồi ra sau bếp để dọn dẹp những cái đồ lặt vặt mà ngày ngày nay mình đã bài bố, dọn dẹp đâu đó gọn gẽ để vào ngủ. Thì khi dọn dẹp xong ở bếp trở vào nhà thì nghe trong buồng có tiếng cười khúc khích. Dạng mới nói trong bụng, con quỷ dữ này không lẽ nó còn ở trong nhà mình sao? Thì dạng cầm cái đèn dầu bước vào trong buồng, thì dạng giật giật mình, bởi vì cái cô gái mà dạng gặp trước ngày hôm nay xuất hiện trước mặt dạng là một cô gái rất đẹp. Cái đẹp của cô ta có thể nói là suốt trong cuộc đời của dạng chưa bao giờ dạng gặp một người con gái đẹp như thế. Rồi người con gái đó nở một nụ cười với dàng và nói là hôm qua anh muốn bắt em lắm mà bây giờ em trước mặt anh nè, anh bắt em đi. Dàng là một con người có thể nói là nghèo khó vất vả, nếu mà được gặp sống chung như một người con gái như thế dầu có nằm mơ đi nữa cũng không bao giờ có được, mà bây giờ cái cảnh hiện thực nó bày ra trước mắt thì Giàng cũng không theo sao cầm lòng được. Nhưng mà Giàng cũng có một cái ý nghĩ là hay là cô này là ma, ma nó mới biến hình ra hình con gái đẹp như thế này được, để nó quấy khóa mình đấy. Nhưng mà bởi vì cái tuổi trai thời lớn lên trước một sắc đẹp quyến rũ như thế, trước lời mời gọi lớn quyến rũ như thế, Giàng không thể cầm lòng được và bắt đầu Giàng sống chung với cô gái từ lúc đó. Rồi đêm đêm cô gái đó nói với dạng là em bởi vì dương khí còn yếu, bằng ngày em không thể hiện hình được, chỉ hiện hình về sống anh ban đêm mà thôi. Nếu anh cần gọi em về thì anh cứ gọi Lâu ơi về với anh thì em sẽ về với anh. Và từ đó hai người bắt đầu sống chung như là vợ chồng. Rồi ba ngày sau, Giàng đi qua thăm bác hai của mình, thì con chó của bác hai của Giàng là con chó mà nó rất quen biết với Giàng. Nó ngày ngày lúc trước đây đi bắt chuột với Giàng, đi bắt chuột Giàng dẫn nó theo, nó rất thương Giàng, gặp Giàng nó rất mừng. Nhưng mà lần này nó gặp Giàng, tự nhiên nó sợ Giàng một cách khác thường, và nó sủa, nó vừa sủa vừa sợ, vừa lui vừa trốn. Giàng đi tới thì nó chạy lui, mà nó sủa một cách dữ dội lắm. Khi nhưng mà Giàng lúc đó cũng vô tình đâu có biết gì, nó mày là lấy thấy thấy tao mày lạ lắm sao mày sủa dữ vậy, thì đâu có biết gì thì nó thí gì mà. Thì Giàng đi thẳng vào nhà thì con chó nó trốn tuốt ra sau rồi nó đứng ở sau hè nó sủa tới, chứ nó không còn dám nhìn Giàng nữa, là một người quen như ngày nào nữa. Và cái việc đó cũng không ai biết gì cái lý do là tại sao. Và cái trong đêm đó rồi sáng hôm sau người ta gặp cái con chó đó nằm ở trước sân chết, chết một cách hết sức thảm thương, ruột gan nó bị ai móc lòi ra, và đặc biệt là nó mất đi trái tim, nó mất trái tim đi. Lúc đó ông Hai Lý bác hai của Giàng cũng thắc mắc, hồi nào giờ ở xóm mình, ở làng của mình chưa bao giờ có một chuyện lạ như vậy, nhưng mà sao bây giờ có cái chuyện lạ như vậy, đặc biệt con chó chết mà chỉ mất trái tim. Rồi bắt đầu cũng kể từ đó, và cũng trong một tháng đó thôi thì ở xóm đó xảy ra năm câu chuyện như vậy. Con chó chết mất trái tim, ruột gan lòi ra ngoài, chết một kiểu một. Từ đó trong làng người ta mới thắc mắc, người ta bàn với nhau cái làng của mình rất an ổn, từ nào tới giờ mà tại sao giờ này lại có cái hiện tượng ma quái như thế này, hay là có ai dẫn ma về làng mình đây, hay là làng mình có ma đây, ma quỷ đây. Rồi không biết tại sao, rồi không biết lý do tại sao, và cũng không ai trả lời được lý do tại sao.
và mọi người đang thắc mắc trong đầu. Rồi ông Hơi Lý ông mới nhớ lại thằng cháu của mình trước đây nó cũng mạnh khỏe đẹp trai, nhưng sau giờ hôm nay nó lại ốm o xanh xao vàng giọt. Và để ý nhất là con chó của mình, ông nhớ lại con chó của mình trước đây gặp nó rất mừng, nhưng mà sau hôm đó con chó của mình gặp nó sợ sệt, sủa nó một cái như thế, và bây giờ hình tướng nó đổi dạng thế này, hay là nó đi đồng bắt ếch, nó gặp ma, ma ám nó rồi. Rồi mình để theo dõi nó coi, coi nó có cái gì không, hay là nó có cái gì che giấu của mình không đây. Rồi ông ta mới bắt đầu theo dõi người cháu của mình. Ra một đêm đó, khi mà quá chẳng dạng, ông ta mới lén đến nhà của Vàng, đứng ở ngoài nhìn qua khe cửa và thấy ở trong nhà của Vàng, Vàng với một người con gái, người con gái có thể rất đẹp, đang ngồi ăn cơm, và hai người ăn cơm cười giỡn với nhau như là vợ chồng. Ông Hành Lý lúc đó định công vô cửa, nhào vô để đánh đuổi cái người con gái đó, nhưng mà ông ta nhớ lại là mình làm như vậy thì quá dội, để ngày mai mình hỏi cái lý do là tại sao, mình hỏi cháu của mình cái lý do tại sao mà có cô gái này trong nhà, rồi đầu đuôi gốc ngọn ra sao, rồi mình cũng có cách đối phó, cũng không muộn. Rồi sau đó sáng hôm sau ông ta mới cho con ông ta qua kêu Vàng qua đây cho bà biểu. Thì sau đó Vàng qua đến thì ông Hải Lý ông mới hỏi Vàng lý do tại sao mà có cái người con gái trong nhà con mà không ai hay biết, mà đặc biệt là người con gái đó theo bác thấy không phải là người con gái bình thường, có vẻ ma quái lắm chứ không phải là con vợ bình thường. Cháu nói thiệt cho bác đi. Lúc đầu Vàng cũng cố tình che giấu, bởi vì biết rằng nếu bỏ qua cái chuyện này thì mình không bao giờ gặp được một người con gái đẹp như thế, không bao giờ gần gũi được một người con gái đẹp như thế, cho nên Vàng cố tình giấu. Nhưng mà rồi cuối cùng ông Hơi Lý ông mới giải thích cái chuyện đời, cái chuyện tình âm dương không bao giờ đi đến kết quả đẹp đâu con, con phải nói thiệt với bác đi, rồi bác cũng có cách giúp con. Cuối cùng Vàng mới nói thiệt từ đầu tới cuối câu chuyện bác ếch, và cuối cùng người con gái đó đòi về nhà và xin bắt buộc Vàng phải nói câu đồng ý cho cô ta dọn nhà. Thì cô ta về thì Vàng mới về được. Thì ông Hai Lý lúc đó ông mới vỗ trán kêu trời, ông nói trời ơi Vàng ơi, con đã mắc kế cái con quỷ này rồi, nó sợ dĩ nó bắt con nói cái câu là con phải đồng ý cho nó vào nhà là mới được, nó mới cho con về, là nó biết rằng nếu con không nói lời nói đó thì nó không bao giờ vào nhà con được, con phải đồng ý nó vào nhà, cho nó vào nhà thì nó vào nhà mới được, là bởi vì nhà con có bàn thờ cứu quyền, bàn thờ Phật, bàn thờ cứu quyền, bàn thờ cha mẹ, cho nên nếu mà con không đồng ý thì nó không dám vô nhà, mà con đồng ý thì nó vô nhà được. Thì thằng trả nó bắt con phải đồng ý cho nó về nhà thì nó mới cho con về, nhưng mà con vô tình con đã rước quỷ về nhà rồi Vàng ơi. Thì Vàng lúc đó không biết làm sao, mới hỏi bác Hai mình bây giờ phải làm sao bác Hai. Thì bác Hai với Vàng nói là thôi việc này để bác tính cho. Sau đó bác Hai của Vàng mới đến nhà của những con người bị chó mà bị chết trước đây đó, mới bàn họp với nhau. Và có một người đó nói tôi có quen với một ông thầy, ông thầy đó tên là ông Ba Giò, ông ta có thể nói bùa lỗ bán ông ta rất giỏi, ông ta có thể trừ được yêu tinh nữa, được có tới ma quái là đối với ông ta là bình thường. Thành ra nếu được mời ông thầy đó về, ông thầy Ba Giò này về thì bắt con quỷ này rất dễ dàng chứ không có khó gì đâu. Và sau khi hỏi thăm thì biết cái ông thầy Ba Giò, sở dĩ người ta gọi ông thầy Ba Giò là bởi vì ông thầy này có cái hình tướng đặc biệt, cái giò ông dài hơn cái lưng, dài dữ lắm, dài khác thường hơn mọi người. Có người ta cái lưng và cái tướng cân đối, giò cẳng tay chân cân đối nhau, còn ông này đặc biệt có bộ giò dài lắm, thành ra người ta gọi ông Ba Giò, chứ cái tên thật của ông người ta cũng không biết là tên gì. Rồi ông Hai Lý mới nói thôi cái chuyện này tôi đã biết chỗ ông thầy này rồi, để tôi đi mời ông cho. Thì sáng hôm đó ông Hai Lý đi sớm em mời ông thầy Ba Giò này về. Thì đến thầy nhà ông thầy Ba Giò mới kể lại mọi chuyện cho ông thầy này nghe.
Thì ông thầy này mới nói là khoan, cái dương này để tôi cho binh tướng của tôi đến đó điều tra cái con quỷ này nó ở đâu, lý lịch của nó ra sao, rồi tôi đến đó thì trừ nó dễ hơn. Thì sau khi ông ngồi nhắm mắt một hồi thì ông mở mắt ra nói không xong rồi, con quỷ này là con quỷ dữ từ ở xứ xa đến, nó đi ngang cây gáo đó, nó thấy cây gáo đó thích hợp với môi trường sống của nó, thành ra nó ghé, nó trú ngụ ở đó. Và nó thấy thằng cháu của ông tốt tướng, nó thương, nó theo con cháu của ông. Và hiện giờ nó chỉ là một con quỷ mà thôi, nó hút tinh khí và nó giết chó, rồi gần đây nó sẽ giết heo, giết trâu, giết bò để nó giúp lấy dương khí. Mà dương khí được mạnh, nó trở thành một con tinh, thì nó sẽ hiện hình người và nó còn phá hoại cái xóm này, có thể nói là rất nguy hiểm. Thôi dương này để tôi trừ cho. Rồi sau đó chiều hôm đó ông Hai Lý về đến nhà, theo sau là ông thầy Ba Giò. Và mỗi người dân trong làng nghe ông Hai Lý về với ông thầy thì cũng đến đây coi. Và ông thầy Ba Giò khi đến nhà của cô già, đứng trước cửa nhìn vào thì nói một câu là già âm khí quá nặng, con quỷ này thuộc về quỷ dữ chứ không phải là quỷ bình thường. Rồi hỏi ông Hai Lý là ông nên bắt con quỷ này ở nhà của già này, của cháu ông, hay là đem về nhà ông. Nếu về nhà ông thì ông lập bằng hương án, rồi tôi kêu thằng cháu của ông, tôi mượn xác của nó lên đồng, rồi tôi hỏi thăm nó vài câu chuyện, rồi tôi bắt nó cũng không muộn. Thì ông Hai Lý nói thôi đi về về nhà tôi đi. Thì ông Ba Giò ông mới nói là chỉ là anh vô kêu nó đi, kêu nó về nhà anh đi, rồi qua bển tôi sẽ có cách để nói chuyện với nó. Thì ông Hai Lý bước vô nhà của vàng để định kêu vàng, nhưng mà lúc này vừa bước vô đến cửa của nhà vàng thì vàng lại hét lên một tiếng và chỉ mặt cái ông Hai Lý là ông là một cái người tính đi rước thầy bắt vợ tôi phải không, ông chia rẽ tình vợ chồng tôi phải không, tôi sẽ giết ông. Và nhảy đến bóp cổ ông Hai Lý. Thì ông Ba Giò đứng ở ngoài đường, ông ta thấy gì, ông ta nói không xong rồi, không xong rồi, ông ta chạy rút vào, ông ta mới rút trong túi ra một lá bùa giăng lên trên trên trán của vàng, và lúc đó vàng ngã lăn ra xỉu bất tỉnh. Thì lúc đó có một cái luồng khói trắng từ trong người của vàng phát ra và bay thẳng lên đọt tre. Cái bụi tre gần nhà của vàng cách nhà vàng nhỏ chừng 5 thước thôi, cái bụi tre gai, thì cái bóng trắng đó bay lên trên đọt tre và biến thành một cái cô gái cất lên tiếng cười khanh khách, cười khách 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 và nói giọng xuống rằng ngươi không làm gì được ta đâu, ngươi là một thầy dở không làm gì được nổi ta đâu. Thì lúc đó ông Ba Giò ông mới móc trong túi ra một cái khăn, ông nói ta không làm gì được hết, ta rước bắt cho người được đem về đốt cho người ra cho bụi chứ không làm gì được hết phải không. Rồi ông mới lấy ra cái khăn, một cái khăn nhỏ như cái khăn mua xoa, một cái khăn đỏ màu đỏ và trong đó có vẽ nhiều chữ bùa trong cái khăn đó. Và bởi vì bất ngờ nơi chưa trước một khoảng trống ở ngoài đường không có chỗ nào để cái khăn này lên, thành ra ông phải để trên cái khăn trên cái bãi cỏ. Và ông dậm chân, ông vẽ bùa, ông dậm chân, miệng ông đọc lâm râm gì đó, rồi từ cái khăn đó lại phát ra một cái luồng ánh sáng, một cuộn ánh sáng như là một cái kiếm chiếu sáng và chiếu thẳng lên cái bóng trắng của cái con cô tinh đó, của yêu của con ma đó. Và lúc đó con ma đó là như thấy ánh sáng đó nên có vẻ sợ sệt, nó mới la lên câu xin thầy tha cho tôi, xin thầy tha cho tôi biết lỗi rồi, tôi không dám trở lại nữa, xin thầy tha cho tôi. Nhưng mà tiếng la đó coi như cũng đã muộn rồi, từ cái ánh sáng đó nó thu hút cái hình của con ma đó, con quỷ đó theo ánh sáng đó trở về cái khăn, và cái ánh sáng đó không còn nữa. Thì ông thầy Ba Giò ông đến, ông lấy cái khăn ông gói lại, mọi người trong làng ai thấy cũng rùng mình với cái tài bắt ma bắt quỷ của ông thầy Ba Giò này. Và ông thầy ba giò này ông mới nói tôi đã bắt nó được vào trong cái khăn rồi, đây là một cái con quỷ dữ, nếu mà không kéo thì nó sẽ
biến thành tinh, nó sẽ hại người, chết nhiều người trong làng. Thôi bây giờ tôi sẽ đốt nó cho ra bụi trước mặt bà con, cho bà con thấy. Rồi ông mới lấy cái đèn dầu, ông đốt cái khăn đó, thì đốt cái khăn đó cháy lên, nghe trong cái tiếng âm gian từ trong cái khăn đó phát ra: xin thầy tha cho tôi biết lỗi rồi, tôi năn nỉ thầy, xin thầy tha cho tôi. Và cái tiếng la đó lúc đầu lớn và nó nhỏ dần, thì cái khăn đó đã cháy tàn, thì cái tiếng kêu la đó cũng đã mất, coi như là con quỷ đó đã bị cái ông thầy ba giò này đốt nó ra cho ra bụi luôn theo cái khăn đó. Rồi sau đó ông thầy ba mới kêu ông Hai Lý nói là: mặc dầu con quỷ này đã bị tôi từ đầu, nhưng một cái gáo đó đó để gì cũng không yên đâu. Thôi bây giờ tôi giúp, hãy giúp cho tròn. Ngày mai hãy nhờ một thanh niên nào đó đi ra ngoài đồng, đến cái gốc cây đó, lấy cái đinh này, cái sắt này, đóng mạnh vô, đóng xong lúc vô trong cái gáo đó, thì từ đây sẽ lên cây gáo đó không còn ma quái dám vượt cây gáo đó nữa. Đó là tôi giúp cho tròn. Để rồi cái cây gáo giữa đồng, những cái cây cổ thụ giữa đồng ma quỷ nó hay rửa, thì tôi làm như thế là tôi từ luôn tận gốc, từ đây xếp lên ở cái làng này, và cây gáo đó không còn ma quỷ vừa nữa. Rồi sau đó ông cho ông thầy ba giờ, cho ông Hai Lý mấy cái chữ bùa, và ông kêu đốt những chữ bùa đó cho vàng uống, cho liên tiếp 10 ngày mỗi ngày uống một chữ bùa để trục đi những cái âm khí ở trong người của vàng ra. Và vàng bắt đầu uống cái lá bùa đầu thì vàng tỉnh lại, mới biết mình đã được ông thầy ba này cứu chữa. Và vàng tiếp tục uống liên tiếp 10 ngày như thế thì vàng bắt đầu trở lại mạnh khỏe như xưa. Câu chuyện đâu phải đến đây là hết. Chào tất cả các bạn.